Vì hôm nay là ngày học đầu tiên, cô sẽ dùng nó để tìm hiểu xem các em đã làm gì trong dịp hè. Cô mời em Tuyết. Dạ thưa cô. Em đã làm gì trong 3 tháng vừa qua, em Tuyết dễ thương? Thưa cô, em ngủ là chính à. Các em trật tự, không có gì để cười hết. Ngủ là một hành động rất là hồn nhiên, dễ thương và cần thiết. Thấy chưa? Các em nên nhớ, gấu, ếch và nhiều loài động vật khác đã trở nên khỏe mạnh hơn nhờ vào ngủ đông. Cô mời Hùng. Thưa cô, đó là ngủ đông. Còn bạn Tuyết là ngủ hè ạ. Ngủ hè mà có mở máy lạnh cũng như ngủ đông chứ bộ. Thôi, bạn Tuyết ngồi xuống. Nam. Dạ. Em đã làm gì trong 3 tháng qua? Dạ thưa cô, em đi du lịch ạ. Rất tốt. Du lịch là một hoạt động mang lại vô vàn kiến thức, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn. Em Nam hãy cho biết mình đã du lịch đến những nơi nào? Đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu? Dạ em không du lịch các địa danh ạ. Du lịch mà không đến các địa danh là sao? Thưa cô, em đi du lịch ẩm thực ạ. Em tìm hiểu về các món ăn. Trật tự. Cô đồng ý với em, ăn uống cũng là văn hóa, du lịch ẩm thực cũng là một dạng du lịch cao quý. Vậy em đã khám phá được gì? Thưa cô, em đã khám phá ra bánh cuốn ở đường Cao Thắng, bánh xèo ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bò bía trước cửa chùa Xá Lợi và phở trên đường Pasteur. Thưa cô, cảm ơn. Tuyệt, đúng là những khám phá rất có giá trị. Vậy em tìm hiểu một mình hay với bạn bè? Thưa cô, một mình ạ. Vì em không có nhiều tiền nên em không đủ sức mời ai cả. Kìa, sao các em lại phản đối? Trên đời này có rất nhiều nhà thám hiểm đã được nhân loại ghi danh vì đã khám phá một mình. Cô mời Hằng. Thưa cô, đó không phải là khám phá, đó là ăn trong đơn độc. Ăn như vậy là tham lam. Đúng rồi. Tôi không tham lam. Đấy là tớ mạo hiểm. Nếu thức ăn có bị nhiễm độc thì ta chết một mình. Cô hoàn toàn đồng ý với Nam. Các em lưu ý, hiện nay trên đường phố thực phẩm vô cùng nguy hiểm và Nam vô cùng dũng cảm. Đã thấy chưa? Cô hy vọng rằng sau khi tìm ra món ăn ngon, rẻ và an toàn, bạn Nam sẽ mời cả lớp. Đúng rồi. Mời bạn Ngọc. Dạ thưa cô, toàn mùa hè vừa rồi em chỉ đọc sách thôi. Trời ơi. Tuyệt vời. Sách vừa là bạn ta, vừa là thầy ta. Ta có thể vừa gối lên sách, vừa ôm sách trước ngực. Bác, em có ý kiến gì? Thưa cô, bạn Ngọc không ôm sách trước ngực mà bạn ấy ngồi lên à. Sao em biết? Dạ thưa cô, bạn ấy vẫn đang ngồi kìa. Trật tự. Các em không nên cười. Bạn Ngọc ngồi lên sách vì bạn ấy muốn có chiều cao. Không có gì quý bằng chiều cao do sách mang lại. Các em có biết bạn Ngọc đang đọc sách gì không? Thưa cô, chuyện tình cảm hả? Thưa cô, chuyện kinh dị ạ. Thưa cô, đó là chuyện hài ạ. Thưa cô, sách bài toán đúng không cô? Đó là những quyển sách về thị trường chứng khoán. Em Ngọc đang nghiên cứu về một đề tài kinh tế có tính hiện đại và tính phức tạp rất cao. Xin Ngọc cho cô và lớp biết, sau khi đọc những quyển sách này, em rút ra được điều gì? Thưa cô, sau khi tìm hiểu thật là kỹ thị trường chứng khoán, thì em đã rút ra được một kết luận rằng mình không nên tham gia vào đó khi mà mình không có tiền. Đồng ý với em, nhưng mà còn một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là chúng ta không nên tham gia vào đó khi chúng ta còn đang đi học. Mời em ngồi. Dạ, cảm ơn cô. Còn chàng trai xinh đẹp rực lửa của chúng ta, Hùng, em đã làm gì trong dịp hè? Thưa cô, cả mùa hè em tập lái xe hơi. Lái xe hơi? Em đâu đủ tuổi để thi lấy bằng lái. Dạ thưa cô, bằng cần khi ra đường, còn em chỉ lái xe trong nhà mà thôi. Như vậy là nhà em rất rộng. Dạ không. Hay là xe em rất nhỏ? Thú thật là cô không hiểu. Chả có ai hiểu được thưa cô. Đó là một bí ẩn của nhân loại mà em thề sẽ không tiết lộ.